À, xin chào bạn, mình là Duy đến từ Sơn Ca Caustic ha. À, có những khách hàng muốn yêu cầu mình là làm clip để mà phân biệt giữa những cái đàn Nhật mà đã qua sửa chữa, đã qua cái sự tút lại với một cái đàn Nhật zin. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để cho bạn biết là đàn Nhật zin là như thế nào, qua sửa chữa nó như thế nào và chất âm của những cái đàn Nhật nó ra sao. Trên tay mình hiện tại đang có cây đây là cây FG201 và bên đây mình có một cây nữa là FG301. Thì đàn Nhật Zin á, hôm nay mình sẽ làm cái clip này để mà cung cấp để nói cho mọi người biết là Zin thì nó tốt không và có nên phải Zin hay không và tốt lại có phải là xấu không. Hiện tại trên tay mình là cây FG201 và cây FG301, thì đây là cây FG201 nha bạn. Thì đầu tiên các bạn thấy á, ở trên một cây đàn Nhật Zin á, cái giá trị đầu tiên á chính là bộ khóa nha. Thì chắc mình sẽ không đưa lại gần máy ảnh đâu, nhưng mà mình sẽ để cho mọi người biết á, mình sẽ nói cho mọi người biết hoặc là mình sẽ chụp tấm ảnh để chèn vào cho mọi người thấy á, là ở trên những cái bộ khóa mà của những cái đàn Nhật Zin á, mà nhất là những series cao như là FG201, 301 thì thường nó sẽ đóng là da băng ha bạn, Yamaha da băng nha. Nó sẽ đóng là Yamaha da băng và cái khóa này to và cứng cáp. Nó không phải là những cái khóa mà chrome mà bóng bẩy mà nhìn mới tinh. Nó là một cái khóa nó sẽ có cái dấu hiệu của thời gian, nó sẽ hơi bị ten một chút xíu, nhưng mà cái ten này, cái nước si của người ta rất là hay. Có nghĩa là khi mọi người mà đánh lên ha, mọi người chùi lên thì nó sẽ sáng bóng trở lại như bình thường. Phần thứ hai nữa là ở trên những cái đầu cần á, đa phần những cây đàn Nhật Zin á là cái ti chỉnh cần nó nằm ở trên đầu cần như thế này nha mọi người. Nó có logo Yamaha trên đây luôn, nó có, nó là một cái miếng cây. À, cái ti chỉnh cần nó ở trong, nó không phải là chỉnh bằng lục giác mà chúng ta phải chỉnh bằng một cái ống tiếp. Nó là một cái đầu lồi. Còn những cái đàn mới sau này nó là cái lục giác, nó là cái đầu thụt vào trong, còn những cái này nó là cái đầu lồi ra, chúng ta phải chỉnh bằng một cái tiếp. Một phần nữa để nhìn á mà biết cái đàn có zin hay không á, thì mọi người hãy nhìn vào cái mặt top. Cái mặt top cây đàn Nhật mà zin thì đa phần nó sẽ hơi bị ố vàng. Có nghĩa là cái nước keo chụp á, nếu mà ai có chạy xe mà kiểu xe màu trắng á, thì mọi người sẽ hiểu là nó trải qua một cái thời gian á, thì cái nước bóng nó từ màu trắng trong nó sẽ ngã thành màu màu vàng nha. Thành ra những cái đàn zin á thì cái nước này nè, cái nước bóng ở ngoài á, thời gian á, do một thời gian lâu nó sẽ chuyển qua màu ngã vàng ha. Rồi nè, như cây này nè, cái FG301 các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn nha. Đó, nó sẽ bị ố vàng hơn ha, nó sẽ vàng cái mặt thông hơn đó. Nếu mà cái này người ta chùi ra mà người ta chụp một lớp keo bóng lại á, thì cái mặt thông này nó sẽ trắng hơn nha các bạn nha. Còn nếu mà giữ zin á thì nó sẽ màu ngã vàng, được chưa? Mấy bạn nếu mà mua một cái đàn Nhật mà nói zin mà mấy bạn thấy cái mặt thông ở trước mà trắng toát thì mọi người nên nghi ngờ. Một phần nữa, ở trong những cái mặt top của cái đàn zin á, mọi người sẽ nhìn thấy có những cái vết mà nó thâm kim á mọi người, hoặc là nó có những cái mà nó hơi bị thủng 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 vô trong á, thì đây chính là đàn zin nha. Tại vì cái đàn zin nó đã qua một thời gian lâu người ta sử dụng rồi, thì những cái vết tích mà nó bị thâm thâm hoặc là nó bị rỗ 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 cái mặt á, thì chúng ta phải chấp nhận đó là zin và zin nó là như thế nha. Còn các bạn muốn một cái mặt top mà hoàn mỹ như một cây đàn Việt Nam hay một cái đàn Trung Quốc mới thì chắc là hoàn toàn không có nha. Nè, ở trên đây cũng vậy, có nghĩa là nhìn từ trước vào á thì mọi người sẽ không thấy nó có rỗ 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 đâu, nhưng mà nếu mà nhìn từ mặt hông vào á, mọi người sẽ thấy những khuyết điểm đó nha. Đối với những cái đàn mà mặt top quá trắng và quá hoàn thiện thì mọi người có quyền nghi ngờ nha. Người bán này họ sẽ có trăm ngàn cách nói, họ sẽ nói là, ví dụ như là họ sẽ nói là: anh ơi, tại cây này nó là hàng sưu tầm, người ta trưng trong tủ kính, rồi cái này cái nọ vân vân, họ sẽ có nhiều cách nói. Nhưng mà mọi người nên đặt câu hỏi là nếu một cây đàn đẹp, quý hiếm như vậy thì có tới lượt mình sở hữu hay không nha, hay là có những nhà sưu tập khác, có những người đam mê khác ha, các bạn có đủ may mắn đó chưa đó. Thành ra mọi người nên đặt câu hỏi như thế, tại vì thật ra thì bán thì không phải ai cũng nói thật các bạn. Có những người họ nói thật thì tốt ha,
Nhưng mà thường thì nói thật cái là mọi người hay chê lắm, mọi người hay nói ồ cái đàn này vậy mất zin rồi cái này cái nọ đó, nó rất là khó. Thứ ba nữa là mọi người nhìn cái cần, cái cần này nè, mọi người nhìn vô đó là mọi người coi rồi coi nó có cái lằn nứt lằn ấy được chưa. Nếu làm á mà người ta làm không kỹ á, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy được nha ha. Rồi thử cái cần coi, rồi cái thùng cũng vậy đó, mọi người xem bằng cái ngoại quan ở ngoài ha, coi những cái đường keo này nó ok không, nó hợp lý chưa ha, nó có bị keo dán lại không, hay là nó có bị người ta tút lại chưa nha. Rồi thì cái này thì rất là dễ nhìn, mọi người cứ nhìn, rồi mọi người có nghi ngờ thì mọi người cứ hỏi thế thôi đó. Tất nhiên là mọi người sẽ nhìn thấy nhiều khuyết điểm, tại vì nó là một cây đàn đã qua sử dụng và nó có tới tầm khoảng chừng 20 tuổi đó, thì làm sao mà nó không có khuyết điểm được. Nếu mà một cây đàn như thế này mà không khuyết điểm mới là đáng nghi ngờ nha. Rồi mình sẽ cho mọi người nghe thử cái chất tiếng của con FG201 này. À, mọi người nghe độ vang đó ha. Qua nghe thử FG301 nha. Những cái đàn Nhật á, nó có ưu điểm á, nó là thùng D và thùng D full đó bạn. Nó dày, nó rất là dày, rất là to, rất là bự. Những cái thùng D full mà dày to bự nó sẽ cho cái tiếng nó lực hơn, cái tiếng bass nó sâu hơn, tiếng chép nó cũng ok hơn. Nói chung là nó cuồn cuộn á bạn. Nó cuồn cuộn á. Cái âm thanh của nó thì nói chung thì một hãng lớn như Yamaha và lại được được hoàn thiện bởi những người Nhật nữa, và người Nhật thì hồi đó giờ chưa bao giờ người Nhật làm cho chúng ta thất vọng, đồ gì của người Nhật cũng là tốt số 1. Mình nói tới một phần nữa, đó là tốt lại có phải là xấu hay không thì mình khẳng định vậy luôn đó bạn. Có nghĩa là mọi người á luôn mong muốn á là cái đàn của mình á là phải zin, phải đẹp, phải rẻ nữa, thì thật ra là không có cái gì như thế trên thế gian này nha. Mọi người nên nhớ vậy nè, nếu mà những cái cây sưu tầm á mà gọi là không có vết xước, không có tì vết đó, thì thật ra là mình mua không nổi đâu các bạn, tại vì nó không phải là đồ cũ mà nó là đồ cổ nha, 20 năm, 30 năm rồi. Đó, thì á chẳng hạn giống như có những người vậy nè, họ họ tút cái mặt top này lại, thì thật ra nếu mọi người có biết mà cảm thấy nó đẹp và nó không ảnh hưởng tới chất âm thì ok xài nha.
Tại vì nếu không tút thì nó vàng khè như thế này nè. Đó, nhìn nó rất là cũ. Nhưng mà ở trên máy quay mọi người thấy vậy á, chứ nhìn ở ngoài nó còn sẽ xấu hơn nữa nha. Tút lại không phải là xấu, trừ khi nào mà gãy cần làm lại á, thì nó sẽ có ảnh hưởng nha. Nhưng mà kiểu giống như mà họ sơn lại thì mọi người nên bỏ qua. Tại vì không phải cái đàn nào về nó cũng hoàn mỹ hết mọi người. Cái đàn về nó sẽ có hư, có này có kia, thì mọi người nên chấp nhận cái chuyện nó sẽ có sửa một chút xíu. Còn để mà nói là nguyên bản 100% thì nó sẽ thấy ghê. Mọi người phải chấp nhận là nó ghê và nó xấu nha. Còn nếu mà muốn đẹp thì người ta sẽ có mong má lại. Thường thì mọi người nhìn cái cây mà người ta mông má lại mọi người rất là vừa ý, mà mọi người nhìn cái cây zin mọi người lại khó chịu, cái đàn gì mà cũ dữ vậy. Nhưng cũ như vậy nó mới zin, mọi người muốn zin mà mới nữa thì không có. Đó, thật sự đi, mọi người tưởng tượng đi, một chiếc rim Thái bây giờ mà zin thì giá trị nó bao nhiêu? Một chiếc rim Thái bình thường, ví dụ như giờ 10 triệu, 12 triệu có chiếc rim Thái. Một chiếc rim Thái mà bây giờ zin hết tất cả bây giờ vài trăm triệu là chuyện bình thường. Đó, nên mọi người đừng có bao giờ nói là mình mua được một cây đàn rẻ và zin. Xin lỗi mọi người, chỉ là người đi mua đàn thôi, người bán đàn họ gặp hàng trăm hàng ngàn cây như vậy, chưa chắc gì người bán đàn họ phân biệt được hết đâu, chứ đừng nói tới mọi người nha. Nên mọi người hãy phân biệt bằng cảm quan của mình và hãy nhận xét bằng cái tinh thần của một người chơi nhạc. Ok, tầm tiền này vậy, chất âm vậy là nó quá vừa ý với tôi rồi, cái mặt top này lỡ nó có sơn lại chút vẫn không sao, tôi vẫn rất vừa ý với nó là ok mình mua nha mọi người. Còn nếu không sơn lại thì nó xấu nha, còn nếu không sơn lại mà đẹp mà zin nữa thì mắt mình mua không nổi đó, thế thôi. Rồi, cách định giá của những dòng FG của Yamaha nó sẽ như thế này nè bạn. Ví dụ như seri đó bạn sẽ nhân 2 lên. Ví dụ như những cây này là 301 thì bạn nhân 2 lên thì tầm khoảng 6 triệu, đó là giá chuẩn ha. Thì tốt hơn nữa thì nó sẽ 7 triệu, hoặc là dở hơn nó 5 triệu, dở hơn nữa nó 4 triệu rưỡi. Đó, vậy đó. Có nghĩa là nhiều khi không zin nó cũng là một cái cơ hội để mà nó dễ dàng tiếp xúc với nhiều người hơn. À, cái cây FG301 này lưng nó 3 miếng ha mọi người ha. Rồi, mình khuyên mọi người nên mở lòng ra đi. Không phải cái gì cũng zin là tốt đâu. 20 năm mà nói chưa sửa thì thật ra là phải cây đàn nó nằm kiểu mà trong một bộ sưu tập nào đó, hoặc là nó nằm ở trong một cái viện bảo tàng, hay là nó nằm ở một nơi nào đó mà người ta bỏ quên nó vài chục năm người ta không xài á, thì hầu như á nó mới và nó mới zin thôi. Còn nếu mà mọi người sử dụng nó 20 năm thì mọi người thấy đi, 20 năm thì kể cả sắt thép nó cũng còn hao mòn, chứ đừng nói chi nó là gỗ ha. Rồi, qua clip này mình muốn mọi người có một cái nhìn công tâm hơn, mọi người biết được là mình sẽ chỉ cho mọi người biết thế nào là mình nhìn tổng quan cây đàn và mình sẽ có cái nhận xét. Mọi người có quyền nghi ngờ, ví dụ chẳng hạn như cảm thấy cái cần nó không có mượt, nó có một chỗ nào cộm lên, mình có quyền nghi ngờ chỗ đó đã làm rồi ha. Ví dụ như vậy nữa, lưng hông cũng vậy nữa bạn. Lưng hông thì thường họ sẽ sơn màu cánh gián, các bạn nhìn thấy cái đàn Nhật nào mà xịt đen thui lưng hông thì chắc chắn lưng hông đó có vấn đề ha. Có nghĩa là họ mua sơn xịt về họ xịt đen thui hết trơn thì chắc chắn là có vấn đề đó. Những cái màu cánh gián như thế này, những cái màu mà họ thường hay sơn như vậy nó mới chính là zin nha. Còn đem về mà xịt đen thui thì coi chừng nó có vấn đề, nó có một cái khuyết điểm gì đó mà họ cần phải xịt sơn đen che lại nha. Rồi, mở lòng hơn để mà chúng ta chơi, không phải cứ zin là tốt nha. Zin nó cũng có zin đát, zin đít ha, zin này zin kia nha các bạn, chứ đừng có nghĩ là cứ zin là cây đàn nó sẽ hay. Zin nhưng mà nó quá cũ mọi người xài không được thì mọi người cũng vứt đi nha. Thật ra đàn Nhật á, mà zin á, mà hư á, mình có chừng một chục cây mình luyện mình để dành bán cho những người decor đó. Mọi người có muốn mua cái đàn decor đó, nó chỉ 100 200 ngàn cây thôi, mua về decor quán cà phê được, đó là zin á, mà xài không được phải đem vứt đó mấy bạn đó. Thì những cây này ở đây là mình có hai cây này là zin hoàn toàn, nhưng mà nếu mà một người biết chơi bạn chấp nhận đánh đổi, cái mặt top nó có hơi khuyết điểm xíu vậy, tôi chấp nhận đánh đổi vì tôi thích nó zin thì ok à, sử dụng mấy cái này. Còn các bạn muốn mà vừa zin vừa tốt vừa đẹp và vừa rẻ nữa thì xin lỗi không có. Tại vì đơn giản các bạn biết vậy nè, người bán họ sẽ tự phân khúc sản phẩm của ra hết, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như cây đàn nó thật sự mà nó tốt, mà nó zin, mà nó đẹp, mà nó không tì vết luôn, họ sẽ bán một mức giá cao, ha, cao hơn rất nhiều, tại vì nó là hàng hiếm.
Đó. Mọi người đừng có nghĩ là mình sẽ kiếm được một cây zin đẹp tốt với giá cực rẻ, đừng có nghĩ vậy, tại vì trước khi đến tay các bạn nó đã qua tay người bán rồi, và người bán họ đụng tới hàng trăm hàng ngàn cây như vậy và họ đã tự thẩm định được giá rồi. Mọi người không có mua đổ mua rớt được những cái chuyện đó đâu nha. Nên mọi người cứ an tâm, mình bỏ ra bao nhiêu tiền nó sẽ có chất lượng bao nhiêu đó, nhớ nha. Rồi, mình là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic ha bạn. Mình có fanpage, có website, có Zalo, có tất cả mọi thứ, mình để ở phía phần ghi chú, các bạn có muốn mua đàn thì ủng hộ mình nha. Rồi, nếu các bạn thấy clip hay và bổ ích, các bạn cho mình xin một like, một share, một subscribe, nhớ nhấn cái chuông để nhận được những video mới nhất nha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại vào ở một clip khác.